Rồi, chào mọi người nha. Chào mọi người đến với kênh của miền Tây Sông Nước anh em mình nha. Chúc mọi người ngày mới nhiều sức khỏe nha. Hôm nay tiếp tục ra sông chạy cá tiếp mọi người. Đi nước gầm mọi người. Nước đang gầm ngon ghê luôn mọi người. Không biết có cá không mình đây. Nó nước ngon ghê. Nãy mình cũng mới đổ cái lú luôn mọi người. Được mới cá sát cũng ngon ghê. Để anh quay cho mọi người về xem nha. Đây mọi người nhìn nước nè, đã ghê luôn mọi người. Đóng luôn, không ít lục bình, ít chìa lục bình nha, không biết có cá không mình không biết đây. Bây giờ mình ai ra có cá mọi người, không ra không có cá gì hết trơn, mấy con cá tài nhỏ không mọi người. Đây, cái lú mình đây nè nha, đó, lú mình đã. Đây, mình đổ được mấy cái xác mọi người, xác cũng ngon ghê, để đem lựa ra nha. Mấy con này chết. Mấy bữa trước mình mua đậu đến lựa ra nha mọi người. Mấy cá mình lựa ra nha mọi người. Đây, như đây nè. Đây đủ kho khô tiêu rồi mọi người. Quá ngon luôn. Đó. Rồi, để mình đi chài tiếp nha mọi người. Có anh quanh quay tiếp cho mọi người xem nha. Nước nó chảy đang gồng, chảy quá tà luôn luôn kìa. Rồi, mình đi thôi nha. Mọi người, nãy giờ mình đi lên tới tốt cái này nha. Xa lắm rồi đó, còn mới làm được chài cũng có lý mọi người. Nãy giờ chài cũng có gì tên. Cái chài này ngon ghê luôn mọi người, ăn có con luôn. Đây, quá tờ cho mẹ luôn, đã quá mọi người. Yeah, xong. Đây. Đó. Một con, vinh. He nè mọi người, lâu quá mới thấy được lại cái he. Hai cái he nha mọi người, hai con, con này chắc đừng chụp con mọi người, trời ơi, lọt cái luôn mọi người, ba con, một con, bốn con nha, lọt đậu tơ, đi chạy, mệt rồi đó, qua tờ xa, không có cá nhiều, còn năm con. Okay, có cá lên nè mọi người, áo con nè, mày rảnh, thủy con, quá tà kiến. Đây, tám con, rác cũng khủng luôn mọi người, quá tà rác. Đây, 9 con. Rồi, 9 con rồi. Giờ một con gác. Rồi, mình tiếp tục nha. Nó chuẩn bị dùng lớn nè mọi người. Nó đi gầm quá tài luôn, giờ nó muốn lớn rồi nè. Tài lan bắn gác hay hồn nha mọi người. Quá tài chút tài lan.
nãy giờ mấy phát rồi, mới có con cá, hai con cá nhỏ xíu à. Để có cá quay tiếp cho mọi người xem nha. Nước cũng lớn rồi nè mọi người. Đó. Không lỏng luôn mà không có cá tí thiệt với mọi người. Rồi mình tiếp tục nha. Giờ chạy biết bao nhiêu chạy à, cũng không có cá đâu mọi người, nước ngon quá mà không có cá mọi người. Đó, quá trời đã luôn. Giờ mình dơ bứt ít cộng lục bình nè, giờ nấu bánh chua mọi người. Quá nãy giờ mới có mấy con, đây còn được mấy con nha. Giờ mình vô dơ bứt ít cộng lục bình nè, quá trời lục bình tốt luôn mọi người. Giờ nấu chua ăn mọi người. Rồi mình bứt cái cọng này nha, nó cọng non non này nè. Rồi đến giờ trong đám đá mình bứt rồi mọi người. Xong rồi nha. Giờ chúng mình về thăm rồi. Giờ thả lần lần mình về chà dài chà nó rồi mình về luôn mọi người. Bây giờ không có bạn con cá, hai con cá hủng mọi người. Đó. Rồi, nhìn đi nha mọi người. Nó
Rồi chuẩn bị lên thôi nha mọi người. Đó, nước lớn lục bình cho lên rồi đó, quá tài đó. Bò bò cặp xà lan này vũ khế gì mọi người. Rồi giờ chuẩn bị lên thôi. Chạy nha, bò chuẩn bị chạy nha. Đây quá của mình đây mọi người, cái buổi tài kiếm hết luôn chứ chừng cái máy gì mọi người, cá dính lâu với cá mẹ được con cái có. Mấy cái kia chạy quá tài rồi, gần không có cá mọi người. Này, cá đâu cũng tiêu tên thiệt, quá tài uống. Có con cà phê ngon ghê luôn mà, chết queo à, bự ghê chứ. Mới cá mè nhỏ nhỏ không đó. Đây chạy mình nha. Rồi giờ chúng mình lên thôi nha mọi người. Rồi, mọi người mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp mọi người lại video sau nha. Mọi người xem video ấy hay nhớ đăng ký like chia sẻ giúp anh em mình nha. Mong mọi người ủng hộ nha. Bye bye mọi người.